ty Rekina. Thì như mọi người đã biết thì tình hình dịch bệnh hiện tại đang diễn biến rất là phức tạp và không hề có dấu hiệu ngừng giảm. Và một trong những biện pháp mà giúp chúng ta hạn chế được tiếp xúc với vi khuẩn cũng như là bụi bẩn đó chính là mang khẩu trang. Thì loại khẩu trang đầu tiên mà Rekina muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đó là khẩu trang Hello Mask 3D Nhật. Thì cái loại này thì kiểu dáng khá là quen thuộc đối với chúng ta trong những năm gần đây rồi. Với thiết kế thông minh đa chiều siêu vừa vặn, ôm tròn hết cả khuôn mặt, chất liệu vải không dệt 100% PP luôn mang lại cảm giác nhẹ, thoải mái và lọc bụi lọc khuẩn rất là tốt. Thiết kế nhỏ gọn ôm sát khuôn mặt và đặc biệt là quay vải khuôn co giãn cực nhẹ, rất thích hợp cho dân văn phòng, đặc biệt là trong những mùa dịch này thì buộc chúng ta phải mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Với thiết kế vai quải này thì luôn co giãn, luôn tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Và tiếp theo là khẩu trang 4D Hello Mask. Cái loại này được thiết kế tân tiến hơn so với loại khẩu trang Hello Mask 3D Nhật. Với thiết kế loại này thì có vải không dệt 100% PP, có vải tay vuông chất liệu vải SMS cao cấp, luôn mang lại cảm giác nhẹ và thoải mái, không quá cận và khó chịu. Đối với sản phẩm này thì có thể tái sử dụng 2-3 lần rất là tiện lợi. Và đặc biệt đối với khẩu trang 4D Hello Mask có thanh nẹp đôi, ôm kích phần sóng mũi làm hạn chế được hơi thở hất lên trên, không bám trên kính gây mờ hoặc là mất khả năng quan sát. Và sản phẩm thứ ba mà Rekina muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đó chính là khẩu trang Fabro 4D. Thì cái loại này cũng tương tự như khẩu trang Hello Mask 4D Nhật, có thiết kế dạng nằm ngang 4D đa chiều rộng rãi, không quá bí thở hoặc là khó chịu, với chất liệu vải siêu mềm mượt, hỗ trợ lọc bụi, lọc khuẩn và tiêu UV lên đến 98%. Một túi như vậy có 5 chiếc, có thể tái sử dụng 2-3 lần, vừa tiết kiệm mà lại vừa an toàn và hợp thời trang nữa. Và đặc biệt đối với chị em phụ nữ nào mà khi mang hai loại khẩu trang này thì sẽ không bị lên son hoặc là bám vào trên khẩu trang. Hai loại cuối cùng đó chính là khẩu trang On Mask và Air Mask. Thì hai loại này khá là thông dụng rồi, kiểu dáng không có gì đặc biệt so với các loại khẩu trang khác, nhưng mà vẫn được ưa chuộng và được mọi người sử dụng rất là nhiều trong thời gian hiện nay. Khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp, chất liệu vải tự nhiên đầy mịn, không gây kích ứng da, tay thun có độ cơ giãn, với chức năng 3-in-1 chống thấm nước, lọc bụi và lọc khuẩn, và được sản xuất tại Việt Nam và theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trang này đều có tác dụng là lọc bụi lọc khuẩn rất là tốt. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất để chúng ta phòng ngừa và ngăn chặn virus tuyệt đối. Thì ngoài việc mang khẩu trang ra thì mọi người hãy luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như là rửa tay nè, giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch này. Và nếu mọi người quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp trên fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Rekina hoặc là liên hệ số điện thoại phía bên dưới. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sản phẩm khác của công ty. Và mọi chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và nhớ rằng luôn thực hiện tốt thông điệp 5K trong mùa dịch này nhé. Bye bye mọi người.